Di tích lịch sử Đình Chánh Tân Kim, tòa lạc tại ấp Tân Xuân, xã Tân Kim, huyện Cần Duột, tỉnh Long An. Là một di tích lịch sử gắn liền với việc đi khai hoang mở đất lập lạng của ông Tiền Hiền Họ Mai, Mai Văn Giả, từ miền Trung vào tận miền Đồng bằng sông Cửu Long này. Công lao to lớn ấy được dân làng ghi nhớ và theo truyền thống, ông được thờ trong chánh điện của Đình với bài vị Tiền Hiền Khai Khẩn, hàng năm được dân làng tổ chức cúng vào dịp lễ kỳ yên có thể gọi đình Chánh Tân Kim là một ngôi cổ đình vì nó đã tồn tại tính đến nay là 164 năm kể từ năm xây dựng 1860. Tuy đã có trùng tu ở võ ca và chánh điện nhưng vẫn còn giữ được yếu tố kín ở ngôi hậu sở. Và những hiện vật bài trí ở trong đình như câu đối, hoành phi, khánh thờ, linh vị cũng có niên đại trên dưới 100 năm. Đình là một trong những thành tố của thiết chế văn hóa làng xã truyền thống tuy đối tượng thờ phụng trong đình có nhiều thành phần khá phức tạp nhưng đối tượng quan trọng vẫn là thành hoàng. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nơi đây đã trở thành mái nhà chung chở che bảo vệ cho cán bộ đi về trú ẩn, hoạt động bí mật, là điểm hội họp và trao đổi những thông tin mật hiệu liên tục với những vùng căn cứ lân cận. Ngày 16 tháng Giêng hàng năm là ngày hội đình chánh Tân Kim, nơi thờ nghĩa sĩ trong bài văn tế nghĩa sĩ Cần Duột của Nguyễn Đình Chiểu. Đình chánh Tân Kim, Cần Duột, Long An, là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh của Long An, được xây dựng từ năm 1860 đến nay đã hơn 164 năm, đồng thời cũng là một căn cứ hoạt động cách mạng, từ thời các nghĩa sĩ cần duột cho tới sau này. Theo một số cụ trong coi đình và cán bộ phòng văn hóa huyện, đình chánh Tân Kim hiện nay đang thờ cụ Mai Văn Phận, người con của Tân Kim, đã trực tiếp chỉ huy trận đánh đồn Pháp và anh Dũng hy sinh, được cụ Nguyễn Đình Chiểu mô tả trong văn tế nghệ sĩ Cần Duột. Chi nhọc quan quản giống trống kỳ, trống dục, đạp rào lướt tới, co giặc cũng như không, nào sợ thằng Tây bắn đạn nhỏ, đạn to, xô cửa xông vào, liều mình như chẳng có. Đình Chánh Tân Kim cũng là nơi nuôi giấu cán bộ và tổ chức các hoạt động cách mạng. Hiện nay, trong đình đang thờ mười mẹ Việt Nam anh hùng của xã Tân Kim. Đình Chánh Tân Kim trong thời kỳ kháng chiến có hầm bí mật nuôi giấu cán bộ hoạt động bí mật. Rất nhiều cán bộ đã anh dũng hy sinh vì tổ quốc đình làng có mộ của cụ mai văn giả là thủy tổ sáng lập tân kiên theo gia phả cụ từ miền trung vào miền nam lập nghiệp và tập hợp dân làng biến rừng hoang thành ruộng đồng trù phú cháu năm đời của cụ mai văn giả là ông mai văn phận theo trương định chống pháp tại khu vực cần Duột long an ông mai văn phận trực tiếp chỉ huy các trận đánh đi vào sử sách là cảm hứng để cụ đồ chiểu viết văn tế nghĩa sĩ cần duộc khi ông mai văn phận hy sinh người dân suy tôn ông là một vị thần được thờ tại Đình Chánh Tân Kim và một số nơi khác. Đình Chánh Tân Kim, ngoài thờ nghĩa sĩ cần dục thời Trương Định còn thờ nhiều liệt sĩ thời chống Pháp, chống Mỹ. Ông Mai Văn Đực là hậu duệ của nghĩa sĩ cần dục Mai Văn Phận. Ông nói, chúng tôi tự hào bởi tổ tiên, dòng họ đã cống hiến hết mình cho quê hương Long An, cho đất nước Việt Nam.